đoàn kết, sự tử tế của tất cả các thành viên. Chúng ta là một thành viên cốt cán của Unusa, chúng ta phải làm mới, làm sáng tạo hơn trong những cái bức ảnh, sáng tạo hơn trong cách làm việc, không thể làm được theo một cái phương án như cũ được. Kinh tế toàn cầu đang trên đà rơi vào suy thoái, đối mặt với suy thoái. Từ lạm phát cao cho đến những hệ lụy không mong muốn của bất ổn địa chính trị. Đây, thực sự để mà nói về kinh tế thì thực sự là nhất là đặc biệt là vấn đề sinh hoạt này, ăn uống này, đi lại cũng khá là nhiều khó khăn. Lúc nào chị cũng đợi chờ để được giải ngân thôi. Ấy thấy vừa làm vừa rồi như nào này. Mệt lắm. Ôi, tại sao mình lại cứ chọn cái nghề này? Thật là khổ. Những cái phản hồi tích cực của khách hàng ấy, nhắn tin, phản hồi feedback rồi là tâm sự. Nói chung là những cái lời phản hồi tốt đẹp của khách hàng làm mình cảm thấy yêu nghề hơn. Thật sự là trong cái quãng thời gian làm việc tại đây thì cái mùa vừa rồi là một cái mùa bùng nổ của Mimosa. Quá khủng khiếp. Và cái trải nghiệm tuyệt vời nhất đó là cái tinh thần của mọi người ấy, trong một năm vừa qua. Nó rất là đoàn kết, rất là gắn bó. Thứ nhất là gia đình, mọi người luôn luôn giúp đỡ nhau trong công việc. Điều anh thích nhất ở Mimosa là sự đoàn kết và sự gắn kết của mọi người với nhau. Vỗ tay! Okay. Anh em làm với nhau thì rất là hòa đồng, rất là thân thiện. Rất tuyệt vời. Công việc hay là những cái kỷ niệm gì ấy, thì mọi người đều cùng nhau để giúp đỡ nhau cùng phát triển ấy. Có suy nghĩ tiêu cực gì trong công việc của mình? Tiêu cực á? Tiêu cực nhất là các thầy ở đấy rất là hay trêu anh. Toàn giấu đồ của anh xong rồi chôn anh cái này lọ, rất là tiêu cực luôn, bỏ ngay cái hành động này đi. Công việc mới, đồng nghiệp mới, cuộc sống cũng thay mới. Người yêu mới, ok. Chẳng có cái gì mà vui nhất cả, ngày nào đi làm cũng vui mà. Năm 2023 thì em gặp được mọi người này rất là vui, nói chung là vui. Các sếp thì rất là tạo điều kiện cho các chị em make. Trong môi trường làm việc này anh cảm thấy rất là thoải mái và tự tin thể hiện mình. Anh có thể gửi 24 tới Mimosa không? Tuyệt vời. Rất là chuyên nghiệp, rất là tình của tôi. Anh dạy em cho em 24 về Mimosa anh dạy. 24 hả? Ừ. Tuyệt vời nhé.